Đến hôm nay, đã hơn một tuần sau khi hàng giáng sứ Mark Vernier và bọc sứ Mark Grau tại Singapore Athletic. Nhớ lại trước đây khi mà sở hữu hàm răng sứ cũ, hàng đã phải chịu đựng sự ê buốt trong khoảng thời gian rất dài. Điều đó quả thật rất là kinh khủng. Nhưng tới thời điểm này thì điều đó không còn nữa. Bây giờ hàng có thể ăn uống một cách thoải mái những món mà hàng yêu thích và sở hữu một hàm răng thật sự khỏe mạnh và đầy sự tinh tế, không hề ê buốt. Hàng có một lời khuyên rất chân thành. Đó là con người, dù nam hay nữ, chúng ta đều có quyền để làm đẹp. Nhưng phải thực sự tỉnh táo và sáng suốt, hãy lựa chọn những viện nha khoa thực sự uy tín với trang thiết bị hiện đại và chất lượng sứ cao cấp, nơi mà hội tụ các bác sĩ với tay nghề cao. Singapore Aesthetic giảm 20% dịch vụ giáng sứ Mark Vernier và bọc sứ Mark Grau khi gọi đến hotline 1900 2194 0911 54 9999.